Chào chú bác anh chị em trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em có 21 hội Nguyệt Quế giao lưu cùng chú bác anh chị em. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 2020, lô nhà lô C nghe chú bác anh chị em. Em có 21 hội Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Em là Quốc Tấn ở Cồn Cò, ấp An Tấn, xã Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Hôm nay em có 21 hội Nguyệt Quế em giao lưu cùng chú bác anh chị em. Số điện thoại em là 0907955661. Mong chú bác anh chị em ủng hộ em. Em có 21 khoai nha, lô này lô C nghe chú bác anh chị em, để mình tránh nhầm lẫn. Hôm nay là ngày 11 tháng 5. Em đo vị trí này là hoành thân 36, mà đo vị trí này tới 40 đó nghe chú bác anh chị em. Đo đây là 36. Chiều cao của em nó là 65. Cây này củ đế rất là đẹp nghe chú bác anh chị em, xem kỹ giùm em. Cây này cũng như hồi xưa người ta đã có chơi rồi, Nguyệt Quế lá chung bông chùm, bao sống bao ship toàn quốc nghe chú bác anh chị em. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 2020. Em có 21 khoai. Số điện thoại em là 0907955661. Chú bác anh chị em coi đế củ đế giùm em. Đường thân nè, mặt cắt rất là nhỏ. Cây này là cây mã số 1C nghe chú bác anh chị em, giá là 2.200.000. 1C giá là 2.200.000 nghe chú bác anh chị em. Thân thì nó lắc đế nè. Thiến bỏ em không có thiến, để về mình chơi cho nó quái quái chút xíu. Cây rất là đẹp, già dặn. Cây số 1C giá là 2.200.000. Chú bác xem kỹ giùm em. Cây em xài là xài củ đế Nguyệt Quế lá chung bông chùm nghe chú bác chị em. Cây củ đế rất là đẹp, xuống đổi cây. Nói lô này lô C giùm em. Lô C nghe chú bác chị em. Cây này cây mã số 2. Em đo vị trí này là hoành thân 33 nghe chú bác anh chị em. Chiều cao em nó là 70. Cây này rất là đẹp chú bác nè. Đế thân lắc. Em không có tháo ra bởi vì lô cây này quá đẹp. Đế bỏ nhùi 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 gì đó. Vậy chú bác sửa lại sắp đế lên giùm em. Dư đế dư cốt cạnh luôn. Em về em có lục đẻo. Mấy cây này là qua da hết, không có mục mẻo gì trơn nha chú bác anh chị em. 2C giá là 1.800.000. Bao sống bao ship toàn quốc nha chú bác anh chị em. Nguyệt Quế đá chung bông chùm. Số điện thoại em là 0907955661. 2C giá là 1.800.000 nha chú bác anh chị em. Ngày 11 tháng 5. Mình tránh nhầm lẫn lô á. Lô này là lô C. Chú bác xem kỹ em, rất là đẹp, thân lắc. Đó, bác xem kỹ em nè. Đế thì miễn bàn. 2C giá 1.800.000 nha chú bác anh chị em. Xuống đổi cây. Rồi, cái dáng này là cũng như là Olympic vậy á. Nhỏ mà có vỏ. Em phải làm mấy cây nhỏ mà có vỏ là em quất. Em đo vị trí này là 38 nha chú bác chị em. Còn em đo đây á là 36. Đo vị trí là 36. Chiều cao của nó là 62. Chú bác chị em nè, giống như Olympic vậy đó. Chị em. 3C, 3C. Chú bác xem kỹ giùm em, rất là đẹp. Duyên dáng. Bứng cây rất là mạnh nha chú bác anh chị em. Đó, chú bác xem kỹ với em, như là ôm lên vít vậy. Chị em. Rất là đẹp, ở ngoài nó đẹp lắm chú bác anh chị em ơi. 3C giá là 1.800.000. Chú bác xem kỹ giùm em. Đây. Cái dáng nó nè chú bác. Đó. Như chị em vậy đó. 3C giá 1.800, đổi cây. Cây này là cây 4C nha chú bác chị em. Cốt cành á, em không có tháo, để về chú bác chơi ngừ tháo một chút nó vui hơn. Em đo vị trí này 35 nha chú bác chị em. Chiều cao là 71. Bác xem kỹ giùm em. 4C. 4C nha chú bác chị em. Cây lắc lượng, gân guốc, Nguyệt Quế đá chung bông chùm. Bao sống bao ship toàn quốc nha chú bác anh chị em. 4C giá 1.600.000 nha chú bác anh chị em. Bầu bì thì chú bác khỏi lo. Bao ship bao sống luôn. Sống thì sống 100% rồi. Giá là 1.600.000 4C. Đổi cây. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 nha chú bác anh chị em. Số điện thoại em là 0907955661. Để
Đây này, cây mã số mấy? Cây này là cây 5C nghe chú bác anh chị em. 5C. Em đo vị trí này là 36 nghe chú bác anh chị em. 36. Chiều cao là 100, là 1 mét đó. Cây cốt cành lắc lượng nè. Có xem kỹ giùm em. Cây cốt cành có dư cốt cành luôn. Đó. Em xây cái thân cho chú bác xem nè. Lắc lượng. Đế thì chảy đều. Đế dưới sữa không à. Lộn ở dưới sữa. Cây này cây mã số 5. Giá là 1.800.000 nha chú bác chị em. Chiều cao là 1 mét. Giá 1.800.000. Đổi cây. Cây này cây số 6. Có dáng là song thụ gì đó nha. Huynh đệ gì đó. Quanh thân là đem đo vị trí này là 40. Chiều cao của nó là 59. Chiều cao bên đây là 50. Rất đẹp nha chú bác. Ở ngoài nhìn thì ghiền luôn. Bác xem kỹ giùm em. Cây rất là đẹp. Đế. Đẹp lắm chú bác chị em ơi. 6C. Giá là 2 triệu nha chú bác chị em. 6C. À, chú bác nhìn nè, đường thân nè. Rất là đẹp. 6C giá 2 triệu, đổi cây. Cây này cây 7C. Cây này rất đẹp. Thân đẹp mà đế cũng đẹp. Em đo vị trí này là 29. Chiều cao em nói là 60. Cây này củ đế rất đẹp nè chú anh em. Củ đế đẹp lắm. Dư cốt cành luôn. Mấy cái này là nó qua da hết trơn rồi. Không có cái mục mẹo gì trong đây hết. Tại vì em không có dọn, không có tha keo kịp. Cây này cây 7C. Giá là 1.300.000 nha chú bác chị em. Đó. Chú bác chị em thấy không? Củ đế nè. Cây 7C giá 1.300.000. Đổi cây. Cây này cây 8C nha chú bác chị em. 8C. Ngày 11 tháng 5. Em đo vị trí này hoành thân 30. Chiều cao nó 84. 8C. Cây này là giá 1.200.000 nha chú bác chị em. Nguyệt quế lá chung bông chùm. Số điện thoại em là 0907 955 661. Cây này cây cốt cành. Ra chân cành đây. Quýnh. Bên cành này quýnh. Rất là đẹp. Dáng siêu phong. 8C giá 1.200.000 nha chú bác chị em. Cây rất đẹp. Đổi cây. Cây chín đâu? Không mà lộn vậy. Ba mươi vị trí này nha chú bác anh em. 30. Ủa vị trí này 32. 32 chú bác anh em ơi. 32. Chiều cao là 93. Chiều cao 93 nha chú bác anh em. Cây này cây mã số 9. Thêm một dáng trực nữa. Cây này cây số 9 nha chú bác anh em. Cây rất là đẹp. Dư cốt cành luôn. Bác xem kỹ giùm em. Đó. Cây số 9 là giá 1.700.000 nha chú bác chị em. Đổi cây. Đây, dáng đẹp luôn. Kỹ giùm em. Cây này cây số 10. Em đo vị trí này 32 nha chú bác chị em. Hoành thân 32. Cây số 10. Chiều cao là 75. Cây số 10. 10C nghe chú bác chị em. Cây rất đẹp. Rồng luôn. Tắt như rồng vậy đó. 10C giá 1.800.000. Thân lắc chú bác anh chị em. Cốt cành. Về mình phá lại. 10C giá 1.800.000. Số điện thoại em là 0907 955 661. Đổi cây. Đổi gần gần đây nè. Rồi cây này cây 11. Cây 11 nghe chú bác chị em. Dựng như nào.
Để em ngay đó. Em đo vị trí này là hoành thân 30, mà em đo vị trí này mí của ghế là 45. Chiều cao nó là 67, 11C. Chú bác xem kỹ giùm em. Thú. Thú đẹp lắm. Đây nè. Giò cắn, chặt đây cái nữa là ra giò gõ gàng mà không chặt. Để về mình tháo đi. Mình thích thú làm sao đó thì tháo. 11C giá 1.800.000 nha chú bác anh chị em. Nè, thú nè. Chú bác xem kỹ từ cốt cành em. Đó, rất là đẹp. 11C giá là 1.800.000. Số điện thoại em là 0907955661. Đường thân rất là đẹp ghê chú bác anh chị em. Gần guốc đổi. 11C giá 1.800. Nhớ là ngày 11 tháng 5 nha chú bác chị em. Luce. Cây này nó ăn gian cho mấy người làm kiển rồi. Có đeo cây tử. Hoành thân 42. Để em đo kéo cây tử. Em đo vị trí này là 32. 42 32 nha chú bác chị em. Chiều cao là 110. Cái này cây mấy? Cây 12C. Cốt cành mau chơi. Những anh em nào mới biết chơi thì nó quá ok. Rất là đẹp. Đế khá. Này đế khá. Vừa là whip. Rồi, cốt cành quay cho chú bác xem. Thân thì gân guốc khỏi lo. Cốt cành rất là đẹp. Cây này cây 12C giá 1.600.000 nha chú bác xem. Xuống đổi cây. Cây này cây 13C. Em đo vị trí này là bà hoành thân 39. Chiều cao em nói là 63. Cây 13C nghe chú bác chị em. Cây này rất đẹp. Lùng mà có cốt cành. 13C giá 1.800.000. Bao sống bao ship toàn quốc nha chú bác chị em. Nguyệt Quế lá chung bông chùm. Số điện thoại em là 0907955661. 13C giá 1.800.000. Đổi cây. Đây là cây mã số 14C nha chú bác chị em. Em đo vị trí này là hoành thân 41. Hoành thân 41 này nghe chú bác anh chị em. Chiều cao em nói là 86. Cây này cây 14C. Có dáng rất là đẹp. Chú bác xem kỹ giùm em. Bỏ khu ra đây, đất. Lên đẹp lắm chú bác anh chị em. 14C giá là 2 triệu nghe chú bác chị em. Ngoài đẹp lắm. Cốt cành, dáng thú bỏ xuống người nghiêng. Nguyên mình lắc lên. 14C là giá 2 triệu nghe chú bác chị em. Em tháo ra mà không có tháo kịp. Rất là đẹp. 14C giá 2 triệu. Đổi cây. Đó, học vô mắt. Coi kỹ kỹ nữa. Cây này cây mã số 15C nghe chú bác chị em. 15C. Hoành thân là 31. Em đo vị trí này hoành thân 31. Chiều cao đó là 75. 15C. Chú bác coi được kỹ giùm em. Đường thân rất là đẹp. Đế nè. Đường thân nè. Quay đường thân cho chú bác xem em. Đó đường thân nè. 15C là giá 1 triệu nghe chú bác cho em. 15C giá 1 triệu. Đổi coi. Thêm một con thú. Em đo vị trí này đó là hoành thân 29. Chiều cao em nói là 54. Rất đẹp. Mà cắt nè. Nhỏ ơi là nhỏ. 16C nha chú bác cho em. Cái này 900.000. 16C giá 900. Đây chú bác thấy không nè. Ghế từ đế ghế nè. Lát lên đây cái nó bay bỏ đây, nó bỏ ngược qua đây, sống qua đây. Rất là đẹp. 16C giá 900.000 nha chú bác chị em. Rồi xem kỹ giùm em. Cây cốt cành rất đẹp. Đổi cây. 17C. Cái này cây mã số 17C nha chú bác chị em. Đo đây thì nó quá bự đi 40. Đo đó thì chắc có à.
Hoành Thân đây là 27 nha, vị trí này Hoành Thân 27. Chiều cao 58, cây này cây 17C. Chú bác xem kỹ giùm em, cây này củ đế rất là đẹp. Rồi quay đường thân cho chú bác xem em. Đó. Cây 17C giá là 1.200.000 nha chú bác chị em. Đổi cây. Cây này là cây 18C, mã số 18. Hôm nay em có 21 phôi đây nha chú bác chị em. Em đo vị trí là Hoành Thân 32. Chiều cao em nói là 86. 18 nha. Cây này 18C nha chú bác chị em. Giá là 1.700.000. Quay đường thân cho chú bác xem. 18C giá là 1.700.000 nha. Hôm nay là ngày 11 tháng 5 2020. Số điện thoại em là 0907 955 661. Mong chú bác anh chị em ủng hộ. Giá 1.700.000 nha. 18C, cây rất là đẹp. Rồi đổi cây. Đây là cây mã số 19 nha. Đây, gắn thú mà lắc. Đẹp lắm. Hoành Thân 37. Từ mấy rễ này ra đây á là 30, đẹp lắm. Chú bác xem kỹ giùm em, lắc cốt cành 19C. Xem kỹ giùm em cây này. 19C giá 2 triệu nha chú bác chị em. Đây, lắc. Đê đây còn nữa mà không có làm. 19C giá 2 triệu nha chú bác anh chị em. Chú bác xem đường thân giùm em. Rất là đẹp, có cốt cành hết. 19C giá 2 triệu. Đổi cây. Hôm đó vị trí này là Hoành Thân 37. Chiều cao đó là 90. Cái này cây mã số 20 nha chú bác chị em. Cây rất là đẹp. Em là người Quế lấy chung bông chùm, củ đế thì khỏi lo. Mã số 20 giá 1.800.000. Quay đường thân nha chú bác xem. Cốt cành dư luôn, bởi vì cây người ta đã chơi rồi. Nè, những cái lỗ này á, người ta đã phá ra rồi mà nó liền đã lắm. Nó u nằng ngộ dữ lắm. 20C giá 1.800.000. Mong chú bác xem kỹ giùm em. Đổi cây. Cây 21 này là cây cuối clip ngày 11 tháng 5 nha chú bác anh chị em. Mong chú bác anh chị em ủng hộ cho em. Hết tiền hết lô này em sẽ có lô khác. Hoành Thân là 47. Chúng tôi vị trí là Hoành Thân 47 nha chú bác anh chị em. Chiều cao em nói là 109. Cây này cây mã số 21 nha chú bác anh chị em. Ngày 11 tháng 5. 21 phôi. Số điện thoại em là 0907 955 661. Cây này rất đẹp. Xuống đế đẹp lắm chú bác em. Cây cuối clip là cây 21 nha chú bác anh chị em. Giá là 2.200.000. Chú bác xem kỹ giùm em. Giá 2.200.000, bao sống bao ship toàn quốc. À, quay đường thân cho chú bác xem em. Cây cốt cành rất là đẹp. Cây 21 là cuối clip là giá 2.200.000. Dạ, em là Quốc Tấn ở Cồn Cò, ấp An Tấn, xã Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Em có 21 phôi á, giao lưu cùng chú bác anh chị em. Số điện thoại em là 0907 955 661. Mong chú bác ủng hộ em. Chào chú bác anh chị em.